Chấp 362 vừa chơi đã có tài khoản Vương U giả, cổng chính thứ 9 của khu vực an toàn phía Tây Nam. Đột nhiên triệu tập tất cả những người của 9 khu vực đến đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc trước chưa từng có quy mô hoành tráng như vậy, nhất định là có việc gì lớn rồi. Lẽ nào lại có tai họa nào sắp giáng xuống chăng? Hàng trăm năm trước, tiền bối của chúng ta đã trải qua vô số khó khăn và hy sinh vô số tính mạng mới có thể thành lập khu vực an toàn phía Tây Nam, ban phúc cho chúng ta tới tận bây giờ. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, thời đại đang phát triển về phía trước, khu vực an toàn cũng nhất định cần phát triển. Dưới sự lãnh đạo của tập đoàn Hàn Mặc chúng tôi, tuy rằng cuộc sống của mọi người rất ổn định, nhưng đồng thời lại nảy sinh vấn đề mới. Nhân khẩu tăng vọt, khiến cho tài nguyên có hạn của khu vực an toàn trở nên càng ngày càng không tài nào thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của tất cả mọi người. Cho nên, chúng ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, chúng ta nhất định cần phải dũng cảm bước ra ngoài. Bây giờ chính là thời cơ đó, để chúng ta lần nữa đoàn kết lại, giống như tiền bối của chúng ta vậy, đi ra ngoài khu vực an toàn, đi khai phá lãnh thổ, đi nghênh đón tương lai càng sáng lạn hơn. Chúng ta nhất định phải thành lập khu vực siêu cấp an toàn hùng vĩ hơn, để tất cả mọi người đều sống một cuộc sống càng sung túc hơn. Khu vực siêu cấp an toàn, đó là cái gì? Tôi lần đầu tiên nghe nói đấy. Nhưng những bình dân bình thường như chúng tôi thực sự có năng lực bước ra khỏi khu vực an toàn sao? Đúng đó, cho dù chúng ta rất muốn đi khai phá lãnh thổ, nhưng bên ngoài đều là yêu thú hoành hành, chúng ta mà ra ngoài thì chết là cái chắc. Xin mọi người cứ yên tâm, chúng tôi không phải là bảo mọi người đơn thân độc mã chiến đấu, mà là tập đoàn Hàn Mặc chúng tôi liên minh với các tập đoàn lớn trong khu vực an toàn, cùng nhau thành lập các căn cứ mới và xí nghiệp mới tại hoang dã. Bước đầu tiên mà mọi người nên làm, chỉ cần tích cực tham gia xây dựng, chúng tôi cũng sẽ khiến mọi người có công ăn việc làm để mọi người có thể ăn no mặc ấm. Đúng vậy, dưới sự cai quản của tập đoàn Hàn Mặc, cho dù người không có công việc thì mỗi tháng đều sẽ nhận được vật dụng sinh hoạt để duy trì cuộc sống ăn no mặc ấm. Nếu là vào lúc trước thì đây vốn dĩ không phải là việc dám tưởng tượng. Nhưng có ai bằng lòng cứ mãi không có việc làm, cứ mãi ấm no không? Tôi cũng từng muốn sống những ngày tháng tốt đẹp, nhưng chức vụ lại ít tới đáng thương, bây giờ chính là cơ hội đó. Nhưng đó là vùng hoang dã đầy rẫy yêu thú đó. Nếu sự an toàn của chúng ta không thể được bảo đảm, vậy thì tôi vẫn là ở khu vực an toàn cho rồi, suy cho cùng chết còn được toàn thây. Tin chắc mọi người vẫn còn nhớ rõ, khu vực an toàn chúng ta đã từng gặp phải vô số lần bị yêu thú xâm lược vào. Nhưng người giải quyết những mối nguy này không phải là tập đoàn Hàn Mặc, mà là một vị anh hùng chưa từng công khai với các vị. Là cậu ấy hết lần này tới lần khác giải cứu khu vực an toàn ra khỏi nguy hiểm. Đồng thời cậu ấy cũng là người sẽ dẫn dắt chúng ta tiến vào thời đại mới. Tên của vị anh hùng này chính là Diệp Hạo. Xin mọi người phải nhớ kỹ cái tên này, bởi vì Diệp Hạo. Đây chắc chắn sẽ là cái tên được ghi vào sách sử của khu vực an toàn Tây Nam, à không. Là cái tên được ghi vào sách sử của thời đại địa cầu OL. Tôi từng nghe nói có lời đồn về nhân vật hàng đầu này, chỉ là không ngờ người đó lại là cậu thiếu niên trẻ tuổi tới thế. Hề, cậu ấy không phải là bạn học của con trai tôi sao? Nhìn con trai nhà người ta có tiền đồ chưa kìa, đúng là anh hùng xuất thiếu niên mà. Nhưng một thằng nhóc như vậy, thực sự có bản lĩnh lợi hại tới thế sao? Mở ra chậm chậm. Cái gì? Không ngờ cổng chính của khu vực an toàn được mở ra rồi. Tôi đã sống hơn 40 năm, nhưng chưa từng nhìn thấy nó mở ra đó. Cậu tính là cái thá gì? Ta đã sống hơn 80 năm rồi, cũng chưa từng nhìn thấy cổng chính được mở ra. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt mà. Tiếp theo sau mới thực sự là kịch hay. Những chiếc máy bay không người lái này đang xây dựng đường cao tốc và thiết bị phòng ngự sao? Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mau chóng đánh máy. Mọi thứ ở trước mắt vốn không phải là ảo ảnh, mà là những thay đổi thực tế mà Diệp Hạo đem tới cho chúng ta. Chính vì có sự hỗ trợ kỹ thuật của cậu ấy, mục tiêu vĩ đại của chúng ta mới được thực thi. Mọi người dũng cảm đi theo con đường mà Diệp Hạo trải sẵn cho chúng ta, đi ôm lấy tương lai tươi đẹp đi. Hoành tráng quá, đúng là cảnh tượng hoành tráng trăm năm mới có một mà. Tương lai đã từng không dám nghĩ tới, bây giờ lại gần ngay trước mắt của chúng ta. À, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi, cho dù những bình dân giống như chúng ta thì vẫn có thể có được một ngày tự xây dựng tương lai cho mình. Vạn tuế, khu vực an toàn Tây Nam vạn tuế, tập đoàn Hàn Mặc vạn tuế, Diệp Hạo vạn tuế. Tôi đã làm theo những gì cậu đã nói, làm tất cả những việc nên làm. Nhưng kết quả cuối cùng thực sự có thể giống như dự đoán của cậu, đoàn kết mọi người lại sao? Suy cho cùng lòng người là thứ khó đoán nhất. Tuy rằng lòng người là rất khó đoán, nhưng dục vọng thì rất dễ kiểm soát. Sống sót, trở nên giàu có, muốn sống cuộc sống tốt hơn. Tuy rằng dục vọng cụ thể của mỗi một người đều không giống, nhưng thay đổi ra sao thì bản chất vẫn giống như vậy. Tại ngày tận thế như vậy, thì những lý tưởng cao cả vốn dĩ không có bất kỳ tác dụng gì. Điều mà chúng ta nên làm chính là đi thực hiện dục vọng của mọi người, rồi mượn việc thực hiện dục vọng mà đồng thời đoàn kết mọi người lại.
cùng nhau đi xây dựng khu vực siêu cấp an toàn phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người. Bá đạo, tràn đầy dã tâm, có sức mạnh thống trị, Diệp Hạo đã trưởng thành tới mức độ khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi sao? Hoang dã là thứ rác rưởi gì mà dám gây ra động tĩnh lớn như vậy ở địa bàn của bổn đại gia, xem ra ông đây không thể hiện. Yêu thú hoang dã. Yêu thú hoang dã, bệ pháo không người lái cao cấp. Thôn làng Morisa, hay lắm, chỉ cần sửa chữa đường đi xong thì có thể buôn bán với những khu vực tập trung khác. Chúng ta cuối cùng cũng có thể nghênh đón cuộc sống tươi đẹp mới rồi. Không hổ danh là Diệp Hạo, không ngờ có thể làm được như vậy. Nhưng cũng chỉ có thể là cậu ấy mới có thể làm được như vậy. Đúng là đời sau đáng sợ mà. Chỉ là con gái của ta, ban đầu bảo nó gạo nấu thành cơm thì cứ không chịu nghe. Bây giờ hay rồi, đã không theo kịp người ta rồi, hai ngã. Ông chết tâm đi, thôn trưởng, phụ nữ ở xung quanh Diệp Hạo e là xếp hàng dài lắm, đã không còn chỗ nữa rồi. Hội độc sư tuyệt mệnh, hội trưởng, nói thật lòng thì tôi không ngờ hội trưởng lại đồng ý yêu cầu của Diệp Hạo. Vậy bây giờ chúng ta không phải là không thể tiếp tục làm những thuốc cấm đó sao? Việc làm ăn tính sao đây? Điều quan trọng nhất trong việc làm ăn chính là mắt nhìn và dự đoán, phải nhìn được tương lai. Hơn nữa đây là do Diệp Hạo thay đổi thời đại, đã không thể nào ngăn cản được. Chúng ta không tài nào không đếm xỉa đến, chỉ có thể cam chịu sự thay đổi này. Hơn nữa sự thay đổi của chúng ta cũng nên bắt đầu từ việc thay đổi tên rồi. Khu vực an toàn Tây Nam, mình của lúc trước tuyệt đối sẽ không ngờ được những gì mà bây giờ bản thân đang làm. Vốn dĩ suy nghĩ lúc ban đầu của mình chỉ là trở nên mạnh hơn, có thể bảo vệ người nhà là được rồi. Nhưng không ngờ tới cuối cùng thì mình vẫn là đi trên con đường mà hiệu trưởng mong chờ. Có lẽ đây chính là cái gọi là truyền thừa ngay khi hiệu trưởng giao bản đồ của Mộ Duy cho mình. Truyền thừa vì tương lai của loài người mà tìm kiếm, mở đường sao? Vậy thì truyền thừa này lại có thể dẫn mình đi đến nơi nào đây? Không biết trong số 6 vị vương giả của nhiệm vụ sứ mệnh của vương giả sẽ có bao gồm cả vua của loài người không? Đội trưởng của đội hầu gái nhân bản muốn gọi điện cho bạn, kết nối. Tại sao cô lại trở thành dáng vẻ như vậy? Tôi không phải bảo cô đi hỗ trợ Nana trùng tu vô cực thành sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, cô Nana. Không, là mẫu hoàng cơ giới tới từ hành tinh khác. Cô ta phản bội rồi,